xin kính chào quý vị đang xem chương trình Beauty and Lifestyle with Tiffany. Hôm nay Tiffany rất là vui trở lại trong part 2. Vừa rồi Tiffany có nói về cách làm sao cách đánh phấn cho những cái khuyết điểm trên mặt của mình và từ giai đoạn 1. Thì Tiffany nói sơ một chút xíu vừa rồi, nếu mà các bác anh chị nào đã không coi vừa tuần vừa rồi thì hôm nay mình tiếp tục ha. Thì vừa rồi là mình nói về toner, cái serum, moisturizer, sunscreen và cộng thêm nữa mình pha một phần sunscreen, một phần cái kem của mình cộng hai lại bằng nhau và mình trộn lên, bắt đầu mình đánh trên mặt. Mà đây là người mẫu của Tiffany, vừa rồi Tiffany có giới thiệu thì bạn rất là thân với Tiffany. Thì bây giờ đó là Tiffany pha sáng xong, đánh lên một lớp rồi thì quý vị đã biết đó là vừa rồi ha. Thì hôm nay Tiffany mới hướng dẫn về mà rất là nhiều, Tiffany nhận rất là nhiều email, Facebook, rồi phone, rồi text đều hỏi làm cách nào để che nám hoặc là đồi mồi trên mặt của mình mà không nhìn dày và không nhìn có một cái gì trên mặt của mình. Và có nhiều khi Tiffany thấy các anh chị che, Tiffany thấy che, nên có đôi khi Tiffany thấy mấy chị đi chơi với Tiffany có bị nám trên mặt, mà khi mà đi vô thì Tiffany rất phấn rất là nhiều, nhưng mà khi cuối cùng cái bữa mà tiệc đó thì lại cái mặt mày nó lại trôi hết trơn đi, nó lại thấy rất là nó không đều nữa. Nên hôm nay Tiffany mới hướng dẫn những cái cách làm sao đánh phấn để mình che những cái khuyết điểm của mình nhưng mà nó rất là tự nhiên. Thì trước hết mình phải cần tìm cho mình một cái loại phấn mà nó chuyên môn là phấn che, đó là nó gọi là, một là nó gọi là enhancer, hai là nó gọi concealer. Nhưng mà cái khác nhau như thế nào? Tiffany lại thích enhancer, Tiffany không thích concealer. Tại vì enhancer nó mịn hơn, nó mỏng hơn, nhưng mà nó lại che nhiều hơn. Còn concealer thì nó lại đặc hơn, nó trắng hơn và nó bột hơn. Nên khi concealer thì mình bôi lên thì mình nó, nếu mình có vết nhăn đó thì nó sẽ lẫn lộn vô trong cái da của mình hết, nó sẽ làm vô trong những cái nếp nhăn của mình, làm mình nhăn nhiều hơn. Nên có nhiều học sinh của Tiffany và những các bác các anh chị có gọi cho Tiffany và nói Tiffany ơi, càng đánh chừng nào thầy lại càng thấy già chừng đó. Dạ đúng rồi, nếu mình đánh dày quá mà đánh phấn nhiều quá thì những cái phấn đó nó sẽ vô những cái nếp nhăn hoặc những chỗ mà mình cười nhiều hay là mình mang kiếng, mình nhíu như thế này thì cái mắt của mình nó sẽ, phấn của mình nó sẽ vô những cái nếp nhăn đó. Nên Tiffany rất là thích cái loại phấn này, tại loại phấn này nó gọi là enhancer. Cái enhancer thì nó là một cái phấn nó rất là quan trọng. Cái phấn đó nó làm cho cái, nó có bốn màu. Tại sao bốn màu? Tại cái bốn màu nó rất là quan trọng. Tại khi mình mua mà concealer thì nó chỉ có một màu thôi. Mà khi nó có một màu đó thì nó sẽ làm cho mình, một là trắng, hai là đen, hai là vàng, hai là nó làm cho cái da của mình bị hơi cam lên. Thì mua một cái phấn như thế này, nếu mình da của mình nó trắng thì mình dùng màu trắng, nếu mà da của mình hơi đậm một chút xíu thì mình dùng màu đậm đó. Còn cái này mà chính bản thân của Tiffany rất là thích, tại vì Tiffany không có đánh phấn hết cả mặt, Tiffany dùng cái này đánh những cái mà dưới mắt của mình thôi. Nếu mà mình thiếu ngủ hay là mình dậy sớm hoặc là mình muốn cho cái mặt mình sáng lên thì mình dùng cái này, nó gọi enhancer, nó gọi là quad, cái là bốn cái, quad là bốn, thì trong đó nó có màu vàng, màu hơi hồng vàng và nó có màu da. Thì trong bốn này, và cái màu kem màu trắng nó cũng giống như vậy, thì nó có cái màu vàng rồi nó có màu, hai màu trắng cho da và nó cộng cái nó gọi là salmon. Thì những cái màu này nó làm cho mình có thể customize, làm cho mình có thể trộn được. Thì quý vị nên nhớ như thế này, thế mình sẽ làm cái show sắp tới sẽ nói về nám. Tại nám nó có hết tất cả 11 loại. Mà có loại nám đó giống như bạn của Tiffany đây, không phải nám là vì ở ngoài nắng, nám này là nám ở trong người của mình, là mình phụ nữ thì đôi khi mình có những cái hormone của mình, kinh nguyệt của mình và con cái có khi sanh đẻ thì nó có cái nám đó. Mà nám đó là từ khi như thế nào, có khi mình thấy nó đậm
có khi nó thấy nó lợt tùy theo cái nhiệt độ trong người của mình. Nên có đôi khi các bác anh chị đều nói với Tiffany, even Quý cũng có nói với mình là sao đôi khi thấy nám không có mà sao đôi khi thấy lại đậm hơn, là tại vì sao? Tại vì cái nhiệt độ của mình. Nên mình phải biết phân chia như thế nào để mình không phải là ai cũng giống ai hết. Thì bây giờ thì mình nói về cái product rồi ha. Thì bây giờ bắt đầu mình lấy một cái cọ ha, lấy cái cọ thì mình lấy cái màu, Tiffany lấy cái màu vàng ở đây nhé. À, Tiffany che những cái chỗ nám và Tiffany lấy một cái màu da để gì, để Tiffany hòa đồng với nhau. Thì cái đây là màu da của Quý nhé. Ok, thì quý vị thấy đây có chút xíu thôi, không có cần nhiều đâu, nên á là mình dùng rất là ít, đừng có dùng nhiều. Thì trước nhất mình coi khuôn mặt của mình, nhớ không, Tiffany đã đánh một cái lớp phấn trước rồi, cái lớp phấn đó là lớp da. Còn bây giờ mình che những cái chỗ nào mà bị nám hoặc là cái da của mình nó không có đều thôi. Thì bây giờ mình lấy cái màu vàng trước nhất, mình đánh cái chỗ nào mà mình thấy nó hơi đen hơn thì mình đánh ngay chỗ đó, mình để lên đó thôi. Đó, mình chỉ để lên cái chỗ đó thôi. Đó, thì quý vị thấy đây nè ha, thì Tiffany đánh chỗ màu vàng cái chỗ đó chút xíu thôi. Đó, Tiffany đánh vàng trước nha, nơi cái chỗ nám trước. Đó, ok, thì quý bạn quý đây là có một chỗ ngay cho cái má này. Đó, cái này là xanh đẻ con nè, mới bị nè. Đó, ok. Rồi, bắt đầu mình mới qua bên phía này, mình mới coi chỗ nào thì mình mới che cái chỗ nám đó. Và nơi chỗ mũi chút xíu. Đó, rồi cái thứ hai là cái màu da. Và Tiffany sẽ chấm trên cái chỗ màu vàng mà mình hồi nãy mình đã bỏ vô. Nó rất là dễ chứ không, không, quý vị đừng nghĩ là ô nhiều step quá nó khó. Thật ra nó không có khó. Đó, bắt đầu mình bỏ như thế này ha. Tiffany lấy một chút xíu nữa. Đó. Đó, mình chỉ che những cái khuyết điểm thôi. Những cái phấn nào mà còn trên tay của mình. Bắt đầu đây, quý vị thấy nha. Bắt đầu mình đánh, mình đập cái đó vô. Bây giờ Tiffany che hết những khuyết điểm rồi, không còn nám nữa. Đó thôi, mà quý vị thấy đây, Tiffany không có đi xuống dưới cằm hay gì hết. Tại dưới đó đâu có nám đâu, mà mình không cần phải xuống dưới đó. Mình chỉ đánh tan như thế này là mình đã che cái khuyết điểm. Mở mắt lên. Đó, thì cái màu vàng đó nó đánh đi cái màu sậm đen hoặc là màu đà trên mặt của mình, thì nó lấy hết ra đi. Đó, bắt đầu mình lấy cái sponge mà còn lại đó, mình mới blend hết nguyên cái mặt để cho nó đều. Đây, thì quý vị thấy đây, không biết quý vị thấy không, nó đã hoàn toàn là cái da là một màu, không còn thấy là cái da của mình có khuyết điểm nữa, mà nó rất là mỏng và rất là đẹp. Và bây giờ mình lộn ngược lại cái đuôi ha. Bắt đầu mình đập như thế này để phấn nó ăn vô. Vậy là xong. Khi xong xuôi không cần concealer, không cần gì hết, chỉ là một cái lớp phấn mỏng. Quý vị thấy không? Mặt của Quý đã không còn một cái dấu vết gì trên mặt hết. Rất là đẹp, mà cái da đó trở thành Hàn Quốc rồi. So, nó rất là đẹp, thì nó rất very, nó không còn cái một cái vết gì hết. Thì mình chỉ đánh như thế này
Đó. Mà sau này Tiffany sẽ hướng dẫn về đánh phấn nếu mà da của mình có mụn. Ok. Thì bây giờ rất là đẹp, xong xuôi. Khi mình xong rồi, bắt đầu mình đánh phấn lót lên nhá. Thì quý vị cần một cái chổi bự như thế này ha. Làm sao mình biết mình mua cọ? Thì cái cọ, nếu mà cọ mà đánh bột đó, quý vị nên nhớ nha, mua cọ mình lấy ba ngón tay của mình nè. Mình để cái cọ đó, mình mua cọ thì mình để cái cọ đó coi thử nó bằng ba ngón tay của mình không. Nếu mà bằng ba ngón tay của mình là cái cọ đó là cho bột. Nếu mà nó nhỏ hơn bằng tay của mình là cái đó không phải là cho bột nhé. Nên cái cọ mà cho bột là ba ngón tay. Thì đây là cái cọ này, bắt đầu Tiffany lấy bột ha. Là cái bột mà Tiffany thích nhất, đó là photo finish. Thì nó làm cho cái mặt mình giống như là một cái làn phấn rất là đẹp, và cộng thêm nó giữ rất là lâu. Thì trước khi Tiffany sẽ hướng dẫn quý vị trong những cái làm cách nào để mà cái phấn của mình nó mịn mà nó không bị chảy, và trong cái bột apply như thế nào, thì Tiffany và người mẫu đẹp của Tiffany sẽ trở lại trong những thông tin thương mại, và Tiffany sẽ trở lại một chút xíu nhé.